1689. Thế nào, còn nhớ cô không? Lâu lắm chỉ có Nga với Lý là cô hay gặp. Văn nữa, cô vẫn còn nhớ những nhân vật đặc biệt. Ví dụ lớp Văn chẳng hạn, bọn thằng Thắng, thằng Vũ chuyên môn bọn cô bằng U. Thế còn Diễm Quỳnh ngày xưa chính là một cô bé hiền lành, dịu dàng, ít nói nhất. Thế mà bây giờ trở thành nhân vật nổi tiếng. Bọn chuyên Lý thì quả thật, chúng nó cứ như là giặc ấy. Khi mà cô bắt nó vẽ được đồ Việt Nam thì thằng nào cũng lười. Bất Thình Lình một buổi cô lên thì chúng nó đứng nó che ở sảnh tầng 3. Nó vẽ một cái lược đồ Việt Nam, xong nó hét luôn một tiếng: "Hoan hô, muôn địa, muôn năm, Việt Nam muôn năm." Rồi chúng nó chạy tỏa ra để cho cô nhìn. Thế thì làm sao cô không cho chúng nó điểm cao được. Còn bọn chuyên Anh, chuyên Hóa, rồi chuyên Sinh thì cô yêu lắm. Tại sao? Vì phần lớn là hiền. Lớp chuyên Hóa thì chăm nổi tiếng, mà hình như nó trở thành một cái truyền thống. Còn chuyên Sinh thì ngoan ơi là ngoan, chuyên Anh thì thông minh, chuyên Nga với chuyên Lý là kinh lắm đấy nhá. Bọn chúng nói là có cặp cả đôi đấy, nhưng mà rồi cuối cùng cũng không thành ai. Nhưng cô vẫn nhớ một hoa hậu, một hoa khôi của lớp chuyên Nga, ai cũng biết và bây giờ cũng vẫn còn xinh đẹp. Khi đi du lịch, có rất nhiều bạn ở các nước và đón tiếp cô. Niềm tự hào kết hợp luôn với khu vui du lịch làm cho cô càng hứng khởi và càng thích đi hơn. Mặc dù năm nay cô bước sang tuổi 71 rồi, nhưng mà cô vẫn làm được tất cả các việc. Cho đến giờ phút này cô vẫn tiếp tục dạy. Thế còn ngoài cái việc đi dạy ra thì cô ở nhà dạy cho cháu học. Thế rồi là cơm nước, chợ búa cũng vẫn đảm đang và nhanh nhẹn. Chính các con đã tạo ra một cái ấn tượng của cái thời An 86, 89 mà mãi sau này cô không bao giờ quên được. Cảm ơn các con. Chào các em học sinh, những học sinh rất là thân yêu của thầy khóa 86, 89. Thầy không thể nào quên được khóa này đâu. Thầy lúc nào cũng có khát khao được gặp các em, dù là vài đứa thôi cũng thích. Trong khoảng 25 năm xa các em, thầy phải chịu hai lần thử thách. Đấy là hai lần thầy bị ung thư. Năm 92 thầy bị ung thư tuyến giáp. Thế rồi năm 2003 thầy bị ung thư đại tràng ở giai đoạn 2. Thế trải qua hai lần phẫu thuật, mà đặc biệt là lần phẫu thuật thứ hai thầy lại phải hóa trị mất 6 tháng. Thế nhưng mà đến nay thấy thầy vẫn thoải mái, thầy vẫn đi dạy này. Và vui nhất là được vui với các cháu, dạy nó học. Đấy là công việc thú vị nhất của một ông giáo nghỉ hưu. Thế ngoài ra thì thầy còn đi du lịch, đi chơi chỗ này chỗ khác. Và ở nhà thì nghe nhạc và rất là thích nhạc cổ điển. Thỉnh thoảng lại vào bếp giúp cô. Khi nào cô bận thì thầy giúp cô nấu vài món. Bây giờ ngồi mà ngẫm lại thì thầy thấy là chính các em ấy là cũng đã tạo nên một cái phần trong thầy. Một cái phần rất quan trọng giúp cho thầy chiến thắng bệnh tật. Thầy mới bảo là thầy không dám nhận cái chức nghị lực, mà là chính là các em đã nâng đỡ cho thầy. Thế rồi gia đình nâng đỡ cho thầy, bao nhiêu người đỡ cho thầy. Một trong những điều mà bệnh tật dạy cho thầy đó là nhận ra chân giá trị, nhận ra cái gì là quý giá nhất. Một trong những cái thầy cảm thấy quý giá vô cùng là cái tình cảm của học sinh đối với thầy. Và thầy tin, có niềm tin rất sâu sắc vào các em, và thầy tin là các em sẽ thành đạt. Đấy là điều chắc chắn.